Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành công văn số 7503 về việc xét nghiệm tầm soát COVID-19 trên toàn địa bàn thành phố để sàng lọc SARS-CoV-2, trong đó tập trung vào hai nhóm đối tượng chính là đại diện hộ gia đình và những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. Thời gian tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc COVID-19 sẽ được triển khai từ ngày 7 đến ngày 10 tháng 11. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố đề nghị ngành y tế chủ trì phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch đảm bảo hợp lý, an toàn và đúng tiến độ. Đây là cơ sở quan trọng để thành phố nhận định, đánh giá tình hình và có các biện pháp phòng chống dịch phù hợp trong giai đoạn tiếp theo.